Ông Trái Sơn, Thủy Liên Động. Nhanh đi, nhanh đi má, lẹ lên. Mọi người à, hay à, phải gọi là bội kỹ chứ. À, à, đúng, thì đúng. Đúng rồi, à, mọi khỉ. Mọi khỉ. Mấy đứa có biết tại sao tôi chưa có vợ không? Sao vậy, sao vậy? Tại sếp bán xà bông đó. Bán xà bông. Ở đây anh nói tao bóng thì giơ tay coi. Tao không có bóng, chỉ có bằng cha tao là bóng thôi. Được rồi, để mấy đứa khỏi lo nhoi, tao sẽ lấy vợ. Đứa nào có kèo thơm giới thiệu coi. Có rồi. Chân dài tới nách, lông nách cũng dài tới chân. Tờ đó hả? Không, là tờ riêng. Nhất đẹp là bạch điểu viên viên. Tại đây nha, tại đây nha, mấy đứa ở nhà nhớ cho mấy con cá. Đại Dương đi cẩn thận nha. Nghe nói có mấy ngàn tàu cá ở ngoài đó lận đó. Có chừng đụng chìm tàu tụi ta kìa xem. Bạch Gia Trang. Lão già, con rể ngay rể rồi kìa. Rể tao ngày mai mới tới mà. Chào nhà tàu. Con quỷ. Sao con vẫn là khỉ đi vậy nhà? Muốn tao tức chết hả? Thì hắn nói hắn cứ ước hẹn với bà tiểu thư. Ước hẹn sao? Đúng rồi, hai người làm quen trên mạng, chat với nhau lâu rồi đó. Bố cái thằng ham đuổi nó đi đi. Để tôi ra liền. Phi Phi phải lấy chồng Hàn Quốc. Phi Phi à, bộ không của con thiệt là đẹp trai đó. Chuẩn bền lắm nha. Bơ đi con gái, không lấy Hàn Quốc thì đất cũng không có bà cả. Cái cầu mẹ nó lấy vợ mà trời cũng cạn. Không cho ta lấy, ta lên đó ta đồ xác hết. Đờ mờ, kỳ này chết con mẹ nó rồi. Đau quá nha, đau quỷ. Chết rồi à. Đóng cửa thả cho, đóng cửa thả cho ra vào. Mới người ta đồ xác, gọi tổng đại sức bật liền đi. Con khỉ kia, dám chơi mini game với tao không hả? Kém cái cây hay chơi anti boss đây. Chơi cái gì cũng được, nhưng nếu thắng ta sẽ cho người lấy vợ. Còn không để lao động ăn sai, giận mài sẽ đến. Thiếu rồi, còn phải tích cực quay tay nữa. Không quay tay thì bận may sao mà chết. Vậy thì người xuống đó mà quay tay đi. 500 năm sau sẽ có người đi test game hậu tệ dù đến mời người để tổ chức bạc tiền thì ngươi mới được giải thoát được. 500 năm sau. Sara Heju, hoàng thượng và mọi người. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Đây là kim cà sao hoặc kim mắt ốc. Còn đây là cái thiết xà trượng khám phạm trần tiên thành phu chính cộng sao xẹt. Cho em xin. Cục cưng thấy vậy, có quá xì xài không hả? Trời ơi, nhìn đẹp quá. Con là chẳng nào hả? Dạ là bà. Ủa, khám nhìn cậu thì cũng biết tốn nhiều cà hả? Tôi đủ ý rồi. Trưởng lão, người đi test game phải không hả? Làm sao mà cứ biết người ta đi test game? Bí mật chỉ của ta và mọi người đều biết thôi mà. Ngày là người muốn hát đồ của ta vậy chứ hả? Bá hai trên đó bảo ta ở đây chờ ngày đi bạc ti chung. Ở đây quay tay mỏi quá rồi. Trưởng lão nhìn lên cái góc màn hình á, à, thấy không? À, thấy cái nút bạc ti không? Bấm vô là được á. Cái cục cũng được ra rồi. Cảm ơn trưởng lão. Ê, đi đây. Ở đây không có quái đâu, ra chuyện quá nhiều lắm đó. Từ từ cái con quỷ, sao có cái cây không à? Đi cho nhanh vô. Dạ nào, thấy không? Đi kìa, con quỷ. Đi đây. Đứng lại đây mày. Sau khi bạc ti được ngủ không bắt giới Satan.